Dạ, xin kính chào cô chú anh chị và các bạn yêu thích mai vàng trên cả nước hết cô chú anh chị. Hôm nay thì kênh Cuộc Sống Cần Thơ Hậu Giang, kênh mình là kênh chính chủ nha cô chú anh chị nha. Đây mình là chủ kênh hả cô chú anh chị. Cũng xin gửi lời đầu tiên cảm ơn chị anh cô chú anh chị các bạn vừa qua ủng hộ kênh cũng như ủng hộ các chủ cây trên kênh mình quay hết cô chú ha. Thì có một số kênh lấy tên là giống như tên của mình, thì cũng mong cô chú anh chị các bạn yêu thương ủng hộ kênh. Thì có gì mà sơ sót bỏ qua, rồi số điện thoại liên hệ của kênh là 0353578494 nha quý cô chú anh chị. Xin một lần nữa chân thành cảm ơn quý cô chú anh chị các bạn rất là nhiều. Hôm nay thì mình cũng có lên một clip của chỗ bạn Khả Như ở trong cái đường vô làng qua Bà Bộ nha cô chú anh chị nha. Hôm nay mình giao lưu hàng VIP, hàng sưu tầm hết cô chú anh chị. Rồi bây giờ em xin phép được vô clip cùng giao lưu cùng cô chú nha, có 7 phôi sẽ hết cô chú nha. Rồi xin chào bạn Khả Như ơi. Dạ anh chào anh Nghiệp Nghiệp ơi. Rồi. Dạ chào quý cô chú ạ. À. Dạ con xin cảm ơn quý cô chú clip trước đã ủng hộ con cũng rất nhiều ha. Bữa nay con lên mai vàng hàng VIP. Hàng VIP hàng sù không ha quý cô chú. Hàng sưu tầm hết cô chú anh chị. Dạ. Rồi, cho số điện thoại đi bạn. Dạ số điện thoại của con là 0939100240 ha. Rồi, giờ mình vô clip luôn ha. Dạ. Rồi, mã số đầu tiên là mã số mấy đây bạn? Dạ, số đầu tiên là cái mã số 1 ha. Cũng cây mai, cũng một cây mai sù toàn thân ha quý cô chú. Cô chú anh chị mà mua ủng hộ Khả Như vui là sẽ hết cà lâm ha cô chú anh chị. Dạ. Cà lâm quá, clip nào cũng cà chứ mà cà hoài không hết cà. Không hết. Dạ, mã số 1 là một cây mai sù nở đế nha cô chú anh chị, sù dạ. Trải cộm nha. Đó, một cây dáng hơi siêu giống như đế thú con cúng con đang ngồi có cái đuôi ha cô chú anh chị. Giống theo như cách nhìn của em thôi nha. Giống như là con thú cưng ha quý cô chú. Thú cưng hả? Thú cưng mới chịu ha. Dạ. Đó, bây giờ mình coi nước giả sù nha cô chú chị có cái đuôi luôn ha. Quá đẹp luôn nè. Hàng này hàng sưu tầm nha cô chú anh chị nha. Đậy cho nó sù mà nó nở như thế này cũng rất là khó ha. Dạ. Nó có đế cả đế chân trước nè. Đế chân ngồi rồi đuôi hết cô chú anh chị, nước da sù nha. Em nhìn em tả hết cô chú anh chị nha. Cô chú anh chị thấy cây yêu thích thì cách nhìn khác xíu ha. Rồi thông số bà chủ ơi, cây sù 100% khúc dưới nha cô chú anh chị. Khúc trên nó nhiều không có sù ha anh? Sù nhưng mà mình tính nếu mà sù bích mình đó 100% đúng không? Phải không? Có gì không? Dạ. Yeah. Rồi hoành nha cô chú anh chị, hoành cái gì chứ dạ. Nha 49 luôn cô chú anh chị nha. Số dạ, đẹp đúng luôn. Rồi dạ. Chiều cao em nói hay quý cô chú. Chiều cao ông 49 luôn quý cô chú ơi. Chiều cao là 49 nha quý cô chú anh chị. Chiều dài của cái khúc sù là như vậy bạn. Chiều dài khúc sù từ sù tới dưới này luôn anh. Dạ. Là 44cm quý cô chú ơi. 44 nha cô chú anh chị. Sù chạy tới đây luôn ha. Dạ. Đường kính bầu là 41 ha quý cô chú. Bầu là 41. Cây mai sù mã số 1 mình giao lưu như đây bạn ơi. Dạ cây mai sù mã số 1 em xin giao lưu với giá là 24 triệu ha. 24 triệu nha. Dạ em bao xe phí toàn quốc luôn ạ. À. Đây nó nở ha. Bích mình nhan trăm. Sù ha quý cô chú. Sù rất là mạnh ha. Này không phải là mới lên sù ha, sù cộm hết trơn này. Đế này cũng khá đế ha quý cô chú. Này không có mặt thẹo gì hết quý cô chú ơi. Ở đây một chi, đây chi, ngọn chi nữa, ba chi là đủ tiền ha quý cô chú. Yeah. Rồi em xin tở cây nha. Dạ mã số 2 nha cô chú anh chị. Số 2 là một hôi mai dáng hơi quái, tàn đa, có cành phóng nha cô chú anh chị. Cây bonsai ha. Cây này nhìn giống con kỳ lân ha quý cô chú. Nhìn kỳ lân nó có cánh ve là làm sao luôn ha. Này giống như mấy con trong phim hoạt hình Nhật á. Này cây lùng lực bên sai chi cạnh này dư ghép ha quý cô chú. Giót ngọn nó chút xíu à. Cũng lên sù nhiều ha. Khoảng 40-50% quý cô chú ơi. À. Dàn đế khá là quê VIP nha, khá là đặc biệt nha cô chú anh chị mình nha.
quý cô chú. Đầm được sống khỏe ha. Này luôn. Nó có cái đít nữa nè. Cái này nó xù nữa ha cô chú anh chị. Dạ, xù hết trơn trên này à. Rồi nó đang chảy xuống. Không có dứt thẹo nào hết luôn nha cô chú anh chị nha. Dạ, cây này cây đẹp nó nằm ngay giữa tâm luôn ha cô chú anh chị. Dạ. Có cần bay gắt dễ ha. Thương nha. Nếu quý cô chú nào không thích thì cắt đây mình ghép cũng được ha. Rồi cho em xin thông số với ha. Rồi, hoành đại chí này là cũng 49 nha quý cô chú. Dạ, hoành là 49. Đó. Chiều cao em nói từ mặt bầu lên tới đỉnh là 55 ha quý cô chú. Em đem đo cần bay quý cô chú nha. Cần bay nó là 50 quý cô chú ơi. Đường kính bầu dài nhất là 58 ha quý cô chú. Cây này dốc ngọn có 11 hả quý cô chú ơi. Dạ. Cây này cũng cây khá đẹp hả quý cô chú. Dạ, mã số 2 giao lương gì vậy bạn? Dạ, cây số 2 này em xin báo giá là 25 triệu ha. Em bao phí toàn quốc ha quý cô chú. 25 triệu nha cô chú anh chị nha. Mã số 2. Mã số 2. Cây mai sù tàn đa dáng quái quái cô chú anh chị ha. Mấy cây này là mấy cây con tuyển chọn không ha quý cô chú. Rồi, mình đổi nha. Rồi mã số 3 nha cô chú anh chị. Cái này thuộc dạng củ bonsai ha, hàng đặc biệt ha cô chú anh chị. Tàn đa luôn ha, năm thân nha cô chú anh chị nha. Cây ngủ phúc ha quý cô chú. Đế đẹp, đế VIP nha quý cô chú. Cây này nó cũng xù chảy ha quý cô chú. Dạ, đang xù và đang kéo nhựa luôn nha cô chú anh chị nha, mặt cắt kéo nhựa rồi ha. Đây. Đây xù chảy nha. Chảy vàng khè luôn nha. Chồng này mạnh. Đế thì như bạch tuộc nha cô chú anh chị. Đế cái kiểu đặt kẹo ha quý cô chú. Ha quăng quăng ha mà đế nôm đế kẹo đế luôn ha. À, cho thông số đi bà chủ ơi. Trời. Hoành thân vậy tại vị trí này là 46 ha quý cô chú. 46 nha cô chú. Chiều cao của em nói từ mặt bầu lên tới đỉnh là 56 ha. Đường kính bầu dài nhất là 60 ha quý cô chú. Để em đo của đặt cho quý cô chú hình dung ha. Em cái em lọn vô trong này luôn ha. Cái rồi cà cà rồi cái. Dạ cái củ đặt nó là 85 ha quý cô chú. Như vậy. Như vậy. 85 ha. Dạ. Rồi bằng cách kéo nhựa hết 85 ha. Đây. Đặt là 85. Cây này cây này em xin giao lưu với giá là 15 triệu ha. Dạ 15 dạ. triệu nha cô chú anh chị nha. Bao phí toàn quốc luôn ha quý cô chú. Rồi, cây này cũng có thẹo dít gì trơn ha quý cô chú. Cho mượn cái này đừng xây ha. Tại cái mặt bên đây ha cô chú anh chị. Mặt bên đây nó có vết xù ha. Đây mình nhìn thấy được năm thân luôn nè cô chú anh chị nha. Một mặt mình thấy được năm thân ha. Này bàn tay năm ngón ha quý cô chú. Bàn tay Phật tổ nha. Rồi mặt bên đây thì mình thấy được cái dàn đế luôn ha cô chú anh chị. Cũng thấy chia cành khéo cây nha. Rồi em đổi cây luôn nha. Giờ mã số 4 nha cô chú anh chị nha. À. Rồi. Cái mai sù nha cô chú anh chị. Mai sù cá sấu mà da cá sấu, hình dáng con cá sấu luôn nha cô chú anh chị. Hình dáng cá sấu luôn quý cô chú ơi, vàng khè luôn, một con cá sấu vàng ha. Da cá sấu. Cái mai nãy vàng là vàng giờ 24 luôn á quý cô chú ơi. Đế này cô chú anh chị nha, đế kết cấu chân nè ha, có đuôi luôn nha. Cấu mặt trước mặt bên hông. Cái này tương lai lên xù ha cô chú anh chị mình ha. Cây này nó lên xù rồi anh mà em không biết sao mà xù này xù dạng gì nữa. Xù cá sấu thì nó phải vậy. Cái này là lên xù rồi đó. Xù cá sấu rồi trở thông số đi chủ ơi. Rồi. Hoành thân tại vị trí này là 37 ha. Dạ hoành là 37 nha cô chú mình nha. Chiều cao quá em nói là 34 quý cô chú ơi.
chiều cái chiều dài mình con thú này 52 quý cô chú ơi. Đường kính bầu là 48 nha. Rồi mã số 5 phải không? Dạ. Mã số 5, số 5 giao lưu như đây bà chủ. Dạ mã đấy, số 5. 4 chứ. Số 4. Ờ. Rồi, số mã số 4 này con xin giao lưu với giá là 8 triệu ha quý cô chú. Số 8 giờ. Triệu đồng. Dạ 8 triệu một cây mai xù nha cô chú anh chị, để thú ha. Rồi. Đổi luôn nha. Dạ rồi, mã số 5 số nha cô chú anh chị. Rồi, số 5 là một cây gián quái liền thân nha cô chú anh chị. Một cây xù nữa ha quý cô chú ơi. Trên mà nó cũng xù nhỉ nha cô chú anh chị ha, xù nở nha cô chú anh chị. Dàn đế này cô chú anh chị nha. Đế này nhìn y như con kinh công nó ngồi ha anh. Ngồi như nè, xù hai lớp nữa nè. Cái này nó xù tới hai lớp luôn nha cô chú anh chị nha. Cây này xù cháy mạnh lắm quý cô chú ơi. Xù hai lớp, tại vì sao xù hai lớp nha cô chú? Lớp cũ nó xù ha, lớp thứ hai nó xù nữa nè ha cô chú anh chị nè. Lớp cũ mình đã xù rồi nè ha. Xù lớp thứ hai đó, nó cộm lên quá trời luôn. Xù hai lớp luôn. Ở trên đọt nữa này nha cô chú. Cây này chơi quái ha quý cô chú. Cây này quý cô chú về ghép mai dẹo nó sỏ xuống hết bài ha. Giờ kiếm mấy cây xù này không ra quý cô chú ơi. Từ Tết tới giờ em mới có lô này quay cho quý cô chú về sưu tầm ha. Không có giới thiệu chính giữa nào luôn nha cô chú anh chị. Mặt cắt không có luôn ha. Nó xù luôn hết cô chú. Rồi thông số bà chủ ơi. Cái này cái này có một cái đặc điểm đẹp lạ lắm nha cô chú, hồi em chỉ ha, chính giữa nó có cái đọt chủ ngay tâm hết cô chú. Dạ. Hoành đầy chí này là 44 nha. Dạ hoành là 44 nha cô chú anh chị. Đó. Để em đo cục xù này cho quý cô chú coi ha. Cục xù là 52 quý cô chú ơi. Dạ 52. Dạ. Cái đọt chủ nó nằm ngay tâm này cô chú anh chị nha. Dạ. Chiều cao của em nó là 99 nha quý cô chú. Nghe tâm như bà chủ. Đừng kính bầu là 45 quý cô chú ơi. Rồi. Mã số cây mã số 6 quý cô chú ơi. Gia lương. Ê mã số 5. Dạ. Mã số 5 bà chủ ơi, mã số 5 á. Mã số 5. Dạ đúng rồi. Mã số 5 nha, cô xin lỗi cô chú chị lộn số xíu à. Lộn số quý cô chú ơi. Cái này giao lưu nhiêu bà chủ? Dạ, cây mã số 5 này em xin giao lưu với giá là 38 triệu ha. 38 triệu nha cô chú anh chị, phôi mai xù ha cô chú anh chị nha. Phôi mai xù mà độc lạ nữa ha quý cô chú. À. Dạ rồi mã số 6 nha quý cô chú anh chị. Đó, em có 7 phôi thôi mà em điếm lộn tới lộn luôn. Có 7 dạ phôi rồi. Thôi nha cô chú anh chị nha. Hôm nay hàng đẹp không hả cô chú nha, hàng lớn nha. Cây giá siêu đế đẹp nha cô chú anh chị. Đế dạ. Chịu lực, đế nôm, đế chải gì có hết luôn ha. Cây này cũng nhóm xù luôn ha cô chú. Đó, em nói tha lời bà chủ luôn. Cây này xù 10% anh ơi. Thôi, nói gì thôi khỏi báo xù đúng không? Dạ. Ngày nó năm tuần 10% mà báo xù cái gì? Cây này xù trăm trăm mấy báo hả? Dạ từ 80 lên mấy báo. Rồi thông số dùng đi bà chủ nha. Mã số mã số 6 à. Có nhiều đó thiệt tình á. Rồi. Hoành thân đại vị trí này là 38 ha quý cô chú. 38 nha quý cô chú anh chị. Chiều cao của em nói từ mặt bầu lên tới đỉnh là 55 ha. Đường kính bầu dài nhất là 49 ha quý cô chú. Rồi cây dáng thú này em xin giao lưu với quý cô chú là
6.500.000 ha quý cô chú, bao phí ship toàn quốc luôn ha. Đế là cộng lực lực không, nó đều hết á quý cô chú ơi. Cây này cũng không có thẹo dít gì hết ha. Cây này cũng ghép ba bo là mình chơi được rồi ha. Rồi, em đổi cây luôn nha. Ủa giá giao lưu nhiêu quên rồi. Dạ 6.500.000. 6.500.000 nha cô chú anh chị. Dạ. Rồi, đổi giùm em nha. Dạ, tiếp tục là mã số cuối cùng clip là một mã số đặc biệt nha quý cô chú anh chị. Mã số ai cũng yêu thích hết trơn luôn, mã số 7. Mã số 7. Mã số 7 là một hàng sưu tầm, hàng VIP nha cô chú anh chị. Đế trải bàn sù trứng ha cô chú anh chị ha. Thân thì sù cốc, dáng bonsai chi cành có ha cô chú anh chị nha. Cái này cô chú anh chị mình để ngoài cái sân một cái chậu xây màu trắng trắng ha. Đế gồng gắn luôn ha quý cô chú. Đế bỏ gói, bỏ gói mà sù cốc nữa ha. Đế này kia bằng là xung quanh là đệ tử đến chung với sư phụ phải không? Cái này nó bị cái lỗi là xưa mặt cắt mà sạch hết trơn ha quý cô chú ơi ha. Cái lỗi vậy chút xíu vậy thôi. Đại ca là cô chú anh chị xung quanh có đệ tử nhóc chân ha. Đó, là chùi trứng bự bự không ha. Như nó cườm nha. Đó, đó. Để thì quấn ha. Dán nước da, nước da này phải sù không bà chủ? Sù cốc, sù cớm vậy ha. Lên da, cái... Nên dạ. Bên này nó lên da cốc, cái này là da cốc 100% nha cô chú. Đó, đó giờ cô chú nói, em nói chừng nào có da nhái, da cốc, cái da nhái của này da cốc. Da cốc. Rồi, trời này quái đi. Cây lắm ha quý cô chú. Ta xin con số đi chú. Hoành thân đại trí này là 39 ha quý cô chú. Hoành là 39 nha cô chú anh chị. Trời ơi, bữa hổm đang mua 40 mà sao giờ sụp xuống nó teo phải không? Không đâu, tao sát cổ rễ bà ơi. Chết rồi, hổm đòi 40 rồi. Dạ đừng, chiều cao của em nó là 86 nha. Tại vì hổm số 40 không đẹp, 39 thần tài đẹp hơn. Chắc vậy quá. Đường kính bầu dài nhất cho nó là 65 ha quý cô chú. Cốt chi đóng khéo nha cô chú anh chị nha. Đo hoành mấy cái chi thử dưới thử cho bà chủ. Cây này chất già lắm ha. Dạ. Cây này hồi xưa chủ nhà chơi bonsai, chủ nhà mới cắt như nè, đem xuống đất là khoảng mười mấy năm rồi. Dạ, cái chi đầu tiên là 18 hoành ha quý cô chú. Chi trên luôn đi. Chi trên luôn ha. Có hai chi hồi quốc luôn. Dạ. Ủa chi này nè. Hả? Chi này nè. Cái đó cái ngọn mà anh. Nè. Cái ý mình chi đó đó đó. Đó này hả? Ừ. Ok. Cái này là 20 ha quý cô chú. Dạ, 20 nha cô chú anh chị. Nếu quý cô chú nào thích phong cao thì để về, không thích phong cao thì cắt ngang đây ha. Cắt ngang đây, cắt cái này lùn xuống chút xíu nữa ha. À. Cho xin chỗ cái cục nở nở chi này đi bà chủ ơi. Dạ. Dạ cục nở này là 46 ha quý cô chú. Dạ. Rồi. Cây này như bức tranh vẽ ha quý cô chú ơi. Rồi mã số 7 giao lưu như thế bà chủ. Dạ mã số 7 này em xin giao lưu với giá là 28 triệu quý cô chú ơi. Dạ 28 triệu nha cô chú dạ. Anh chị nha, mã số 7 ha. Là cũng cuối clip luôn ha quý cô chú. Mong quý cô chú ủng hộ em ha. Clip dạ. Này clip mai vàng không ha. Dạ cô chú anh chị ủng hộ bạn Như hết Cà Lâm cho em giúp em nha cô chú anh chị nha. Dạ rồi, em hết Cà Lâm anh Nghiệp mừng lắm, tại quay nó sớm hơn chút. Rồi chào hết giùm đi bà chủ. Dạ. Dạ xin cảm ơn quý cô chú ạ. Rồi xin chào quý cô chú ạ. Rồi xin cảm ơn cô chú anh chị các bạn đã xem clip của em luôn nha. Hơi khó coi nhưng mà ủng hộ kênh, ủng hộ bao nhiêu thì liên hệ trực tiếp với bạn Như nha cô chú nha.